Đấy, hôm nay bạn Hồng lại lung lay một cái răng. Nay bố sẽ lại nhổ cho bạn Hồng một cái răng cửa nữa. Này lung lay này, này các bạn xem này. Bạn Hồng há to ra. Màn nhổ răng siêu bá đạo. Không đau. 1, 2, 3. Bèo. Ô, bay được mất rồi. Nào nghe các bạn xem nào, nghe nào. Nó mất rồi.